quá đáng hết chưa? Mình nhấn thời sự đi, mình nhấn thời sự đi. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại các tỉnh miền Nam Bộ, Đông Nam Bộ chúng tôi đang có mưa nắng rải rác ở nhiều nơi. Và tình hình đang rất căng thẳng ở Bắc Cai lại Tiền Giang. Cái gì em bà nói? Người ta xả bót rồi chắc. Trời lao. Nhăn vốn hết trơn đựng trong cái cửa đó. Nghiêm túc nha. Nghiêm túc nha. Nghiêm túc nha. Đừng có cười. Cười mình cũng phải cười một cái cách nào cho mà đừng có nhăn phấn luôn. Hi 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 hi.